ơi, khi này
đây con đứng đấy rồi mẹ nhé. Đứng đấy rồi nhá. Khái ơi. Thế. Con đứng ở đây hồi mẹ đốt bí vào cùi nhá. Con lấy bí vật này vào cùi nhá. Ok. Được quá rồi. Thế này là nhá. Thế này là đậu đánh. Nhiều lắm con treo rồi nhá.
cuối rồi Khai. Chiếc
khô mẹ đấy. Bố ơi. Trở về giá. Sao rồi? Chợ đi không? Mẹ đi với nhà. À, được.
Bố chưa chăn gà đúng không? Chưa. Bố đi tìm nhóm nốt đấy. Đi đi. Thế tử à? Con chỉ bóp thôi đi. Cứ bóp là nó ra rồi đó. Từ từ lên trên này đúng rồi. Đấy.